Vâng, xin chào quý cô chú, anh chị đang theo dõi video. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi xem một căn nhà. Nó nằm ngay trong trung tâm, cái vị trí rất là đẹp anh chị. Và nó cái giá nó cực kỳ là phù hợp. Đó, cái căn nhà ở phía trước chúng ta. Thì căn nhà chúng ta nó nằm ở trong một cái khu tái định cư. Nó nằm ở gần trung tâm hành chính huyện. Và đặc biệt nó cách trung tâm hành chính tỉnh chỉ khoảng chừng hơn 2 km thôi anh chị nha. Nó gần cái đường dẫn cao tốc. Đây là ô bàn cờ, nên đi hướng nào hướng này thì chúng ta cũng đi ra ngoài quốc lộ được, và cái hướng ngược lại thì chúng ta cũng đi ra ngoài quốc lộ được. Đây là cái hàng xóm xung quanh chúng ta này, tại vì đất là đất tái định cư nhá, nhà là được xây trên đất tái định cư nên nó ô bàn cờ nó rất là đẹp, lại về hè thì rất là rộng rãi. Đấy, anh chị nhìn thấy xung quanh hướng này thì chúng ta cũng đi ra ngoài quốc lộ được nhá. Nó cách trung tâm hành chính huyện chỉ khoảng chừng 300 m thôi anh chị nhé, cách trung tâm hành chính tỉnh hơn 2 km, cách đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ khoảng chừng hơn 1 km thôi. Đấy, vỉa hè này, đi chúng ta đi vào thì gặp vỉa hè, rồi tới sân. Đấy, sân thì đậu được xe ô tô 5 chỗ này. Đấy, nhà thì mới xây sửa lại xong. Đấy, cổng thì cũng chưa xong anh chị nhé, chiều nay thì mới gắn thêm cửa với lại đóng mấy cái tủ bếp anh chị. Cái màu này nó rất là trẻ trung này, anh chị này. Đấy, nhà cấp 4 nhưng mà tuy nhiên thì cái thiết kế nó rất là dễ nhìn. Đó. À, màu trắng kết hợp với tông màu nâu. À, đặc biệt thì cái nhà này nếu vợ chồng trẻ mà làm việc quanh quanh trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quanh quanh trung tâm hành chính huyện Long Điền đấy, hoặc cả kể cả bên Vũng Tàu nhá, thì mua nhà này vẫn được, tại vì cái vị trí nó đi Sài Gòn rất là tiện, đi biển cũng tiện và đi thành phố Vũng Tàu cũng rất là tiện, đi vào trung tâm thành phố Bà Rịa thì càng tiện hơn nữa anh chị nhá. Nó rất thuận lợi giao thông, nó cách quốc lộ 55 chỉ khoảng chừng 50 m thôi. Đó. Ờ, đây chị thấy chưa? Đây là phòng khách này, đấy. Nhà cấp 4 thôi nhưng mà dùng cái tông màu và cái cách bố trí thiết kế nó rất là sáng, rất là trẻ trung dễ nhìn anh chị nhá. Đấy, đây là trên trần này. Đó. Thì đây là phòng khách này anh chị. Đấy, phòng khách thì chiều nay thì mới đóng những cái tủ bếp ở đây nhá. Đấy, thì tại vì thợ chưa làm kịp anh chị nhá. Thì cái căn nhà của chúng ta là ngang 5 m, dài 18 m, hướng là hướng Tây Nam nhá. Đấy. Ở đây xung quanh đấy anh chị đó. À, chúng ta nhìn ra trong nhà, chúng ta nhìn ra phía trước đây. Nhà thì tọa lạc tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nó gần giáp ranh với thành phố Bà Rịa. Đó, trong nhà chúng ta nhìn ra rất là đẹp nhá. Đó, cái mức giá thì nó rất là phù hợp nha anh chị nhé. Anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ số điện thoại bên dưới góc phải màn hình 0928037037. Nhà thì chúng ta sẽ có sân ô tô này, đấy, phòng khách, hai phòng ngủ và một toilet. Thì với cái diện tích ngang 5 m, dài 18 m thì chúng ta cấp 4 thì chúng ta cũng chỉ có thể bố trí được vậy thôi anh chị nhé. Đấy. Thì nhà thì nó gần trung tâm hành chính huyện Long Điền, gần quốc lộ 55. Đấy, gần đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đi ra biển Long Hải khoảng 10 11 cây, đi ra biển Phước Hải khoảng 13 cây, đi Vũng Tàu khoảng chừng 15 cây. Đó, đây là phòng ngủ này anh chị này, có hai phòng ngủ nha. Đấy, phòng ngủ của nhà cấp 4 thì nó cũng không quá rộng đâu anh chị nha, có dây đồng để gắn máy lạnh sẵn rồi, để chừa sẵn anh chị này. Đấy. Và hai cái phòng ngủ thì nó sẽ kế bên nhau. Đấy, và đây là một cái phòng ngủ đó. Cái vị trí của cái khu này nó rất là đẹp anh chị đó, nó dán tường lên tới đây rồi này nên nó rất là sạch sẽ, nhà con nít thì cũng không không ảnh hưởng gì nha anh chị nhé. Đây, cái giá đang được chào bán là 2 tỷ 2 anh chị nhé, còn thương lượng giá rất là phù hợp anh chị. Đấy, tái định cư ô bàn cờ mà sổ hồng riêng đấy. Đó, anh chị thấy chưa, nhà rất là sáng anh chị. Chưa xong anh chị nhé, còn gắn thêm một ít một số cái thiết bị nữa anh chị nhé, như là tủ bếp rồi rồi các thứ nó ít cửa nữa. Đây là trong toilet này anh chị này. Đó, toilet thì làm cũng khá đẹp, nó không quá lớn không quá nhỏ thì đủ dùng thôi anh chị nhé, tại vì với cái diện tích đất như vậy thì chúng ta cũng chỉ bố trí được vậy thôi. Tuy nhiên thì nó phù hợp với túi tiền của nhiều người, và đặc biệt cái vị trí rất thuận lợi anh chị nhé. À, rất thuận lợi để chúng ta đi về thành phố, để đi về thành phố Hồ Chí Minh nhé anh chị nhé, đi Biên Hòa, đi Bình Dương, và đặc biệt là rất thuận tiện đường đi ra biển Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, kể cả là đi Vũng Tàu nhé. Và nó cách đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ khoảng chừng hơn 1 cây số thôi. Để mai mốt chúng ta đi Vũng Tàu, đi thành phố Hồ Chí Minh, đi sân bay Long Thành thì cực kỳ thuận lợi luôn anh chị nhé. Đấy. Nó là huyện Long Điền nhưng tuy nhiên trên vị trí địa lý thì nó lại gần giáp ranh với lại thành phố Bà Rịa anh chị nhé. Đó, lại phía trước nhà này anh chị này. Đấy, với cái giá 2 tỷ 2 ấy, anh chị nhé, còn thương lượng
thì nó quá phù hợp anh chị. Đó, anh chị nào vợ chồng có hai đứa con thì mua đây thì rất là ok, hay kể cả anh chị mua để thỉnh thoảng mà đi về nghỉ ngơi, đi ra biển thì cũng ok anh chị nhé, tại vì thuận tiện đường, cách biển tầm hơn 10 cây một chút thôi, lại hàng xóm này. Đường rất là rộng anh chị nhé, tái định cư ô bàn cờ, ở đây thì nước máy hết rồi anh chị nhé. Đây đa số là công nhân viên chức ở là nhiều anh chị nhé, các anh chị làm ở trong tỉnh nha, các thứ là ở đây nhiều. Đấy, xung quanh anh chị này, đây hàng xóm chúng ta rất là sạch sẽ nha. Cô chú anh chị nào xem thì nhớ chúng ta nhớ bấm đăng ký kênh. Đấy, ra đây chúng ta rẽ trái 50 mét là chúng ta ra tới quốc lộ 55 này anh chị này. Đấy, đây là trước nhà chúng ta này. Đấy, đây là cái con đường quốc lộ này, ở ngoài để chúng ta đi vào nhà. Anh chị thấy nó rất là khang trang đúng không? Cái khu dân cư này nó rất là đẹp, khu tái định cư rất là mới nha. Đấy, đấy thì cũng quên nói với anh chị là trong khu tái định cư gần nhà chúng ta, cách nhà chúng ta 50 tới 100 mét thì sẽ có cái công viên của khu này, chúng ta để chúng ta tập thể dục. Trong này thì người ta đang xây dựng rất là nhiều anh chị nhé. Đấy, những cái khu tái định cư này anh chị mua rất yên tâm, quy hoạch thì quy hoạch đất ở hết luôn, tại vì chỗ này là nhà nước cấp cho dân khi mà đền bù giải phóng mặt bằng những cái công trình giao thông, những cái công trình phúc lợi của tỉnh, của huyện anh chị nha. Đấy, đây là sổ, có sổ hồng hết rồi. Những cái khu tái định cư này chúng ta xây dựng thì chúng ta không cần xin phép đâu này anh chị này. Đấy, anh chị nào cần hoàn công thì chúng ta mới xin phép thôi, nhưng tuy nhiên thì ở các tỉnh lẻ thì ít khi người ta hoàn công lắm anh chị nhé. Đây, đây chúng ta lên báo phường báo xã chúng ta xây thôi, không cần hoàn, không cần phải xin giấy phép xây dựng, đó là theo luật xây dựng anh chị nhé. Đấy, đó đường trước nhà này, ô bàn cờ nên chúng ta đi đường nào cũng được nha, tiện đường nào thì chúng ta đi đường đó thôi. À, nhà bên tay trái chúng ta, và đây là cái thông tin của cái thửa đất mà xây dựng căn nhà chúng ta này. Đường phía trước là màu vàng này, ô bàn cờ rất là đẹp này. Đấy, tổng diện tích là 89,9 mét vuông, lại ngang 5 mét rồi 18 mét hướng tây nam. Đấy, ô bàn cờ giao thông nó thuận tiện anh chị, ở nó khá là thuận tiện. Đấy, chúng ta sẽ thấy nguyên khu ô bàn cờ này đấy, rất là đẹp, 2 tỷ 2 anh chị nhé. Đấy, đây là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại bên dưới góc phải màn hình, anh chị cần thì chúng ta cứ liên hệ. Đây, đây là cái sổ của nó này. Đấy, đây căn nhà chúng ta thì tọa lạc tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà thì có số nhà rồi anh chị nhá, 90 mét vuông, sử dụng riêng, đất ở đô thị này, thị trấn mà, sử dụng là lâu dài. Đấy, tất cả thông tin nó nằm ở đây. Phía bên này là cái hình dáng của thửa đất này anh chị này, chúng ta sẽ nhìn thấy là hướng tây nam này, đấy, ngang 5 mét, dài 18 chấm mấy mét, tổng diện tích là 89,9 mét vuông, thì người ta lấy tròn là 90 mét này. Nó còn có đâu mấy cm nữa anh chị này. Đây còn cái chỗ cái bông hoa anh chị nha, là cái chỗ này là thông tin cá nhân thì mình sẽ che lại. Đấy, sẽ lại, tại vì thông tin cá nhân thì mình đưa đến đây nó không có tốt anh chị nha. Chúng ta tế nhị, đây là nhà này, đây là trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Đó, từ đây chúng ta trung tâm hành chính tỉnh chúng ta chạy thẳng khoảng chừng cây số mấy, 2 cây là tới nhà luôn đấy anh chị nha. Nó rất là gần trung tâm anh chị, vị trí giao thông cực kỳ thuận lợi luôn. Đấy, trung tâm hành chính tỉnh, chợ Bà Rịa, trung tâm thương mại lên này, siêu thị này, nó cách nhà khoảng chừng hơn 1 cây, gần 2 cây số thôi, rất là gần. Đấy, từ nhà ra trung tâm hành chính hay trung tâm thương mại nó khoảng chừng 2 cây. Đấy, nhà đây này, đây là đường quốc lộ 55 này. Đó, còn phía bên này chúng ta sẽ thấy trung tâm hành chính của huyện này. Đó, đi bộ ra trung tâm hành chính huyện được nha, ra công an được. Đấy, đấy, vị trí rất là đẹp. Còn ngay chỗ này này là đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cuối năm nay khởi công thì nó sẽ đi ngang đây. Đây nhà chúng ta đây, nhà thì cách đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chỉ khoảng chừng cây số thôi. Đây nhà đây đã đi ra biển Long Hải này, chạy thẳng khoảng 10 cây ra biển Long Hải thôi, rất thuận tiện đường ra biển này. Đó, chỉ thẳng một đường là ra đó anh chị này. Đấy, còn đi ra biển Phước Hải thì chúng ta đi 44B này, khoảng 11 cây gì đó, rất là tiện. Đi Vũng Tàu này, Vũng Tàu thì có rất là nhiều đường đi, có đường thì mấy cây thôi, chỉ 6 cây thôi, có đường thì 15 cây, nó rất là nhiều đường anh chị nhé. Đấy, ra Hồ Tràm thì khoảng hơn 20 cây,
đi Lộc An thì khoảng mười mấy cây. Mai mốt cái đường dẫn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong thì từ nhà chúng ta ra tới thành phố Vũng Tàu nó chỉ 3 cây, 3 cây rưỡi thôi anh chị nhé, đi mấy phút là tới thôi. Đấy, chuẩn bị người ta khởi công rồi anh chị nhé. Rồi cô chú anh chị nào xem thì đăng ký kênh, rồi xin chào anh chị.